Bạn có biết có một loại cây mà có thể ăn cả củ và ăn cả cây và có thể chứa rắn độc cắn nữa? Đó chính là củ nưa rừng hoặc là củ nưa nhà. Và để làm được món ăn này, người ta phải đào củ lên và rửa sạch, sau đó xay nhuyễn và trộn với nước vôi hoặc nước do bếp. Để sau 30 phút hoặc 1 tiếng, nó sẽ đông thành thạch, sau đó mới cắt ra thành từng mảnh và luộc cho tới khi chín. Lúc này chúng ta đã có sản phẩm và chúng ta sẽ đem ra xào với nấm hoặc mộc nhĩ hoặc với phở, mì, và đơn giản chúng ta có thể chấm muối và chấm ớt ăn cũng rất là thú vị đó các bạn ạ.